Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với YNK Adventure. Thì hôm nay á, mình có một cái sản phẩm muốn giới thiệu với mọi người. Hôm nay mình sẽ review một cái bát. Mà cái bát này là gọi là rất là tốt luôn, tốt nhất mà các bạn có thể kiếm. Cái này là đến từ cái hãng là Aqua Quest. Đây, là hãng này là của Mỹ. Và cái bát này á là nó quảng cáo là lifetime warranty nha, được bảo hành trọn đời. Đấy, thì nó rất là tốt. Đây là cái code để mà kiếm cái bát này, nếu mà mọi người muốn kiếm này. Mình nó gọi là Safari Tough, là cái này mình mua ở Amazon nha. Đấy, thì á nhìn nó cuộn lại như thế này, thì mọi người có biết cái size của cái bát này là nó rộng bao nhiêu không? Cái bát mà của mình mà trail mà camping mà mấy đợt trước mình hay sai mà mình kêu mua ở Audi á, 29 đồng á, là 3x5 là cái size đấy. Đó. Còn cái này á là nó còn bự hơn như vậy nữa, là 4x6. Mà mọi người thấy nó gọn không? Rồi còn nhẹ nữa. Nhẹ hơn cái bát mình mua của Audi nhiều, mà gặp lại gọn nữa. Rất là dễ để vận chuyển luôn. Cái này là chưa tới 2 ký á, 1.7 cái gì đó. Đó. Thì hôm nay là mình cũng mới nhận được, cho nên là mình mang vào đây để mình review cho mọi người xem luôn. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái túi này ra nhá. Cái này là chống mưa, chống tia UV, cực kỳ tốt luôn. Mấy người mà hay đi hiking á, người ta chuyên xài cái này đó. Là tại vì cái này á là các bạn set up được rất là nhiều kiểu. Thì hôm nay á, mình sẽ mở hộp ra, mình review sơ sơ cho mọi người xem. Rồi trong tương lai gần á, nếu mà mình đi nhiều á, là mình sẽ review cho mọi người xem kỹ hơn là những cái setup nào có thể setup được với cái bát này. Đó, cái màu tụi mình chọn là cái màu camo, kiểu màu quân đội á. Này, nhìn rất là đẹp luôn. Rồi. Rồi nó có rất là nhiều cái điểm để các bạn buộc dây vào này. Rồi có thể để mấy cái pole để mà tạo những cái hình mà triangle, mà hình tam giác á. Chất lượng mình sờ vào là rất là tốt nha. Mà quảng cáo chống nước là báo đỉnh luôn á. Cho nên là hôm nay á, mình sẽ thử treo cái bát này ở phía trên cái lều của mình, để xem tối nay là cái lều của mình nó có đỡ bị ngầm nước không, vậy nó có đỡ lành không. Tại vì lều của mình là không phải lều dành cho đi cắm trại mùa đông, mà là lều mùa hè, cho nên năm buổi tối nó rất là lạnh, và sương mà nó xuống á là nó ngấm vào trong lều rất là nhiều. Đấy, thì hôm nay mình sẽ quay thử cho mọi người xem. Nhìn rất là chắc chắn luôn. Đó. Rồi, để bây giờ mình nhờ vợ mình bung cái bát này ra với mình, xong rồi set up trăng cái bát này lên xem thế nào nhá. Đây, thì tạm thời là mình cho nó nằm trên cái lều của mình để nó hạn chế phủ xuống đất, nó đỡ dơ. Thì bữa trước mình có quảng cáo với mọi người là cái cuộn giấy mà mình mua ở Audi á. Thì hôm bữa trước mình muốn đi kiếm một cái cuộn giấy để mà treo cho cái này. Thì mình thử ra Audi thử xem có không. Tại vì cái này nó hết cái đợt bán lâu lắm rồi. Đó, thì ngờ là đi ra mình lục cái Audi ở gần nhà mình, thì lại có một cái cuộn cuối cùng 40m nhá. Cuộn này có 10 đồng thôi, là mình vừa mua mình vừa nhớ giá cho mọi người rồi. Đó là 10 đồng 40m. Nhưng mà mỗi tối bị màu hồng. Nhưng mà thôi kệ, nó rẻ mà 10 đồng giờ mình không có complain cái chuyện này. Giấy này là có phản quang nữa, buổi tối mình dòi đen vào á là mình thấy sợi dây là mình sẽ đi không bị đụng đâu. Đó. Thì 40m thì mình nghĩ chắc là cũng như cái bát kia là vừa đủ treo luôn. Là sẽ có dư một tí xíu nhưng mà không sao. Rạc này mình để trong này để chút mình dục nhá. Rồi. Đây, còn dây này là để treo là vô tư này. Nó không nhỏ đâu nha. Đó. Với giá 10 đồng thì quá hợp lý rồi. Đây, thì thường thường mình treo, mình tiếng ranh buộc dây. Có nhiều bàn buộc dây đẹp lắm, nhưng mà mình hay làm cái lúc để mà móc vào đinh với trên cây dây là dễ. Đó, thì mình sẽ làm cái lúc như thế này.
đi vào một vòng. Thì nó sẽ siết, càng siết thì nó càng chặt. Đó, như vậy. Là cái này móc vào trên cái cây, cái vịt trên cây như mình móc cái bát kia là ok. Thì bây giờ để mình đi căng dây với đồ xong xuôi rồi mình sẽ quay cho mọi người xem khi mà mình hoàn thành treo cái bát nhé. Treo cái bát này thì giống như treo cái bát kia của mình. Cũng buộc mấy cái dây xong rồi cho lên mấy cái đinh mà mình bắn sẵn á, là ok. Mà cái này thì dễ hơn cái kia tại nó nhẹ á, kéo dây nó khỏe. Đó, chỉ cần buộc mình qua bên kia buộc thêm một cái dây ở giữa nữa là chắc là quá chắc. Nó sẽ nằm gòn trên cả cái lều của mình luôn này. Đó, là để coi tối nay nó như thế nào. Này, bên này là rồng qua trời luôn. Cái điểm mà mình yêu thích của cái bát này á là nó che mưa che nắng được, nhưng mà ánh sáng á là nó vẫn lọt qua được, chứ không phải như cái bát mà dài mà mình mua của Audi kia á, là nó block hết cái ánh sáng luôn. Là ví dụ như mình quay vlog ở trong cái bát đó á, là mọi người thấy là nó sẽ rất là tối. Đấy, hôm nay thời tiết quá đẹp luôn á, trời nắng đẹp. Rồi, và chắc chắn đây một cuộn dây 40 mét để treo một cái bát này là vừa đủ, chỉ còn dư một ít thôi, cỡ vài vòng nữa. Rồi nếu mà các bạn cân mà ngay gió to thì buộc vào đây xong rồi neo xuống dưới đất nữa là nó không bay đi đâu hết đó. Đó, như thế này là quá đỉnh rồi. Này, có cái bát nó rộng che được cái lều của mình, xong còn dư thêm một cái khoảng này nữa. Đó, là tương lai á, là mình sẽ dùng hai cái bát, một cái để che lều và một cái á, là để che cái chỗ mà tụi mình ngồi chơi. Đấy, thì nếu mà cái bát này mà nó mà tốt á, như những gì review trên mạng á, là chắc chắn mình sẽ mua thêm một cái nữa để thay thế cái bát kia. Tại cái bát kia nó sẽ rất là chiếm chỗ và nó nặng hơn nhiều. Đó, thì nói chung bát kia là vẫn tốt cho những người mà mới start. Khi mà cảm thấy thích rồi á, các bạn sẽ có thể nghiên cứu thêm cái này. Tại vì cái này nó sẽ tốt hơn, nhẹ nhàng để mà di chuyển về treo hơn. Đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ kết thúc cái video review về cái này. Và tương lai gần á, mình có điều kiện đi nhiều hơn, mình sẽ treo cái bát này theo nhiều cái setup mà nó có thể setup được. Mọi người thấy ở đường giữa đây này, nó có những cái đường để mà mọi người setup, ví dụ như là hình tam giác này, rồi những kiểu mà để mưa mà nó mưa lớn á, mưa lớn mà nó xuống cái bát á, là nó sẽ trôi xuống dưới đất hết cho nó không bị đồng lại trên bát nữa. Đấy, thì nói chung là hôm nay review á, thì mình thấy cái bát này, cái chất lượng của cái vải á, là nó rất là tốt. Và để tối nay khi mà sương nó xuống á, là mình sẽ xem là trong lều của mình có bị ngầm sương không. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video review về cái bát này của tụi mình nhá. Tụi mình là YAK Adventure. Xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo.